Sáng ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức lễ khởi công công trình đường ngoài hoa quốc lộ 6. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Quản, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và lãnh đạo các xã Phong Phú, Mỹ Hòa, Suối Hoa, Bí thư chi bộ, trưởng các xóm có dự án đi qua và đại diện các đơn vị thi công, đơn vị giám sát. Dự án đường ngoài hoa quốc lộ 6 được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 377 ngày 9 tháng 12 năm 2020, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại quyết định số 2650 ngày 12 tháng 11 năm 2021, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại số 3193 ngày 3 tháng 11 năm 2022 và giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất làm đại diện chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 295 tỷ đồng, ngân sách huyện 10 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến là 14,86 km, gồm một tuyến chính và một tuyến nhánh. Đường ngoài hoa quốc lộ 6 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi. Điểm đầu giao với quốc lộ 6 tại km 108+500 thuộc địa phận xã Phong Phú. Điểm cuối giao với đường tỉnh 435 tại km 20+480 thuộc địa phận xã Suối Hoa. Nền đường 7,5 m, mặt đường 5,5 m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa dày 7 cm. Thời gian thực hiện 24 tháng kể từ ngày khởi công dự án. Công trình được đầu tư xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương của nhân dân trong vùng, từng bước hoàn thành trục giao thông kết nối khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình với các khu du lịch lân cận, hình thành tuyến du lịch Hòa Bình, du lịch Lòng Hồ, Tân Lạc, Mai Châu, khắc phục tính độc đạo quốc lộ 6 Tân Lạc Hòa Bình, tạo mạch lưới giao thông liên hoàn, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp và kinh tế của huyện nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung.